SCTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Bức tranh này cũng được đấy giám đốc Lâm. Có thể giới thiệu cho tôi một chút được không? Đây là bức ngọn hải đăng bỉ ngạn do bạn tôi vẽ. Kỹ thuật của bức này không được coi là xuất sắc, nhưng về mặt tình cảm sẽ kéo được người xem rơi vào bầu không khí như gần như xa. Tôi muốn nó. Cô Sao Lấy, cô thích bức tranh này làm tôi rất vui. Tôi thay cô ấy cảm ơn cô, nên bức tranh này không tặng được. Giám đốc Lâm, tiền anh ra giá đi. Xin lỗi cô, đây không phải vấn đề tiền bạc. Cô thử xem còn bức tranh nào khác không? Mấy bức tranh khác cũng rất đẹp. Chỉ cần cô thích, tôi tặng cô ngay. Vậy tiếc quá, bức tranh này không bán cũng không tặng. Giám đốc Lâm cũng không để mặt tôi rồi. Xem ra chúng ta không có duyên về mặt nghệ thuật. Vậy tôi đi đây. Chờ một chút. Chị, đến nhà rồi, xuống xe thôi. Bác Tài, cho tôi xuống ở ngã rẽ trên. Chị. Em đang làm gì thế? Chẳng lẽ anh không biết à? Anh biết cái gì? Em sao thế? Các người không sợ bị trời phạt à? Đợi tới lúc Hà Kiến Phong không ổn nữa mới báo cho chúng tôi. Đến mức anh ấy qua đời, bên cạnh anh ấy cũng không có người thân nào cả. Hà Kiến Phong mất rồi ư? Thật không vậy? Sao chuyện gì anh cũng không biết vậy? Từ đầu đến cuối chuyện này, anh đều không đứng về phía tôi và chị tôi. Vì có chung lợi ích, anh đứng về phía Hứa Ai Lịch. Lâm Hòa Bình, tôi cho anh biết, tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này tới cùng. Loại mặt nạ này A Lịch bảo tôi mang cho chị, có thể dùng cho bà bầu đấy. Công ty các cô có tình có nghĩa quá, lại còn có cả quà nữa. Kiến Phong được làm việc ở công ty như vậy là may mắn của nó. Chị khách sáo quá. Giám đốc Hà ổn lắm. Chị A Lịch đã mời bác sĩ giỏi nhất chữa cho anh ấy. Chị cứ yên tâm đi. Cảm ơn. Đây là chút tiền chị A Lịch đưa cho chị. Chị nhận chút tấm lòng này nhé. Cảm ơn các cô quá. Hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói với chị. Hai chị em họ Kiều thật sự rất đáng ghét. Họ muốn chăm sóc giám đốc Hà, đặc biệt là cô Kiều Phương, tự cho mình là yêu thương với giám đốc Hà, ngày nào cũng đến công ty gây chuyện. Chúng tôi cũng hết cách với họ, nên đành để họ đến chăm sóc. Sao lại để cô ta tới? Chắc chắn cô ta có mục đích. Không chừng là nhằm vào căn nhà của Kiều Phương. Nhà nào cơ? Hai năm trước Kiến Phong mua trả góp một căn nhà. Căn nhà đó giờ chắc lên giá cả chục triệu. Giờ Kiều Phương dựa vào đâu săn sóc nó như vậy? Chắc là cô không biết. Kiến Phong với cô ta yêu nhau 7 năm trời. Sau đó cô ta đá Kiến Phong đi, ra nước ngoài một mình tự do tự tại. Cứ nghĩ tới tôi lại tức. Thì ra cô ta là loại người này à? Đúng là không tin được mà.
Mình về rồi đây. Chuyện gì vậy? Cậu phải đi ra à? Giám đốc Hà mới qua đời sáng nay. Mình sợ chị mình chịu không nổi. Mình qua đó với chị ấy. Sao lại đột ngột như vậy? Chuyện này mấy hôm trước còn yên lành mà. Nói mất là mất sao? Sinh mệnh yếu ớt vậy đấy. Nên những người đang sống như chúng ta phải sống cho thật tốt, phải quý trọng hiện tại. Nhưng có người không nghĩ vậy đâu. Hứa A Lịch không nghĩ vậy đâu. Lâm Hòa Bình cũng thế. Kiều Mạn, mình không biết công ty các cậu và giám đốc Hà đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình thấy cậu vẫn nên nhìn thoáng ra. Người không còn nữa, làm chuyện gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cậu sai rồi. Giám đốc Hà không còn nữa, nhưng mình không thể để anh ấy gánh tội này. Dù sự thật có xấu xí thế nào, mình cũng sẽ vạch trần nó ra. Mình tin quyết định của cậu. Mình sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Cảm ơn Tiểu Trí. Đủ ngốc. Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng khó chịu nữa nhé. Mình đi đây. Mình đưa cậu đi. Cẩn thận, nặng đấy. Muốn mắng cứ mắng đi. Dù sao tôi cũng biết cậu đến để mắng tôi. Vậy mà cũng bị chị đoán được à? Tôi hỏi chị, có phải chị sớm đã biết Hà Kiến Phong sắp không qua khỏi mới nói cho Kiều Mạn và chị cô ấy? Chị cố ý đẩy trách nhiệm đấy à? Chị còn lương tâm không? Lại là Kiều Mạn nói cho cậu à? Lần này tôi bị oan thật Hòa Bình. Sáng nay tôi thực sự nghĩ thông rồi, nên mới nói địa chỉ của giám đốc Hà cho họ. Tôi đâu biết khi họ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu chị nói thật, đúng là tốt bụng quá. Chị đã bao giờ tự hỏi sao Kiều Mạn lại nghĩ vậy chưa? Kiều Mạn nghĩ như vậy là có lý của cô ấy. Cô ta nghĩ thế nào, làm sao tôi biết được? Cô ta là đồ điên, chẳng hiểu chút lý lẽ nào cả. Vừa thấy tôi đã đánh, cậu không thấy à? Mặt tôi bị cô ta cào, tôi có chạy đến trước mặt cậu gào khóc mách lẻo không? Được, giám đốc Hà đã qua đời. Tôi cũng không muốn truy cứu ai đúng ai sai. Chuyện này chị báo cho dì của Hà Kiến Phong chứ? Dì anh ta đang mang thai. Tôi sợ gọi tới sẽ làm chị ấy sợ. Lỡ xảy ra chuyện gì khó xử lý lắm. Mấy tiếng trước tôi bảo Dương Lam đến Thâm Quyến gặp chị ấy để nói. Cuối cùng chị cũng làm được một chuyện đúng đắn. Mạc Huy, giám đốc Lâm, đi cùng tôi đến một chỗ. Giờ luôn sao? Bây giờ luôn. Vâng. Mau, kéo hành lý giúp mình. Chị về rồi phải không? Mở cửa đi chị. Chị, em biết chị ở trong. Chị mau mở cửa đi. Chị Kiều Phương, mãi mà không thấy chị ấy mở cửa. Hay xảy ra chuyện gì rồi? Không đâu, chắc chị ấy không vượt qua mặc cảm trong lòng thôi. Ai cũng vậy thôi. Chị đừng quá đau buồn. Có chuyện gì cứ nói với em. Em đợi chị ở ngoài này. Được rồi, cậu để chị ấy bình tâm lại một chút đi.
Kiến Phong, sao lại nhận tâm bỏ em ở lại? Có phải anh vẫn đang trách em? Trách em làm quá nhiều việc có lỗi với anh sao? Tốt nghiệp đại học, em kiên quyết đi Tây Ban Nha. Sau đó em trở về. Trong mấy tháng về nước, anh luôn đơn phương bao dung em. Mạc Huy, chỗ này à? Đúng, chỗ này. Đi. Dọa tôi sợ chết mất. Một mình em ở đây làm gì? Đâu phải một mình, tôi và Tiểu Chí ở đây cả đêm qua mà. Cậu ấy đi mua đồ ăn sáng rồi. Sao em lại không vào trong? Chị tôi thả chết cũng không chịu mở cửa. Chị ấy nằm khóc ở trong, lo chết mất. Không được. Chị Kiều Phương, tôi là Hòa Bình. Chị mở cửa được không? Tôi có chuyện muốn giải thích. Chị Kiều Phương. Chị Kiều Phương. Sao chẳng có chút động tĩnh nào vậy? Không lẽ chị ấy nghĩ quẩn ư? Anh mới nghĩ quẩn đấy. Giám đốc Lâm, tôi có điện thoại của công ty phá khóa, hay gọi cho họ đi. Chị Kiều Phương, thực ra hôm nay tôi đến là muốn nói với chị. Tôi biết ai làm giả sổ sách rồi. Ai vậy? Chị Lâm Hòa Bình, cậu vừa bảo sao? Chị Kiều Phương, thực ra chị Kiều Phương, chị ấy đau thương quá mức phải không? Dìu chị ấy vào nghỉ đã, cậu phải ít nước đường đi. Chậm thôi. Chào chủ tịch. Chào chủ tịch. Đã thấy chưa? Gì cơ? Băng dán trên trán, bị thương rồi. Bảo mà, đang yên đang lành hôm nay lại đội mũ. Nghe bảo hôm qua ở bệnh viện, giám đốc Hà không qua khỏi, hay lại đánh nhau với Kiều Phương Kiều Mạn? Không phải chứ? Đang nói gì thế? Sao anh lại đánh tôi? Sao tôi lại đánh anh? Mấy người nói xấu sau lưng sếp, quên mất ai trả lương cho à? Thật hay giả? Sao mà tôi biết được? Thật giả gì chứ? Đừng có ngồi đó nói linh tinh. Dạo này công ty có chút việc thật, nhưng chẳng liên quan gì đến mấy người cả. Nếu có biến động, tự khắc tôi sẽ báo cho mọi người biết. Làm việc đi. Mạc Huy. Giám đốc Lâm đâu? Giám đốc Lâm, anh ấy qua chỗ Kiều Phương. Hiện bên họ cũng bất ổn. Giám đốc dặn dò chuyện của giám đốc Hà, không cần cố ý giấu mọi người. Cũng phải, Kiều Phương đáng thương vậy rồi, hay chúng ta góp ít tiền cho cô ấy? Kiều Phương có phải vợ của Hà Kiến Phong đâu, thậm chí giờ cũng không phải người giám hộ về mặt pháp luật. Quyên tiền cho người ta, ăn no dừng mỡ à? Có lo chuyện hậu sự cho giám đốc Hà cũng là việc của công ty, sao lại phải đưa tiền cho cô ta? Đây là ý tưởng của giám đốc Lâm à? Không, đây là ý của tôi. Đúng là lắm chuyện. Tiền của mình thì giữ cho kỹ, kể cả quyên góp tiền cho người nhà cũng phải gửi cho Văn Tình, đâu có chuyện đưa cho Kiều Phương. Lắm chuyện. Này, tôi... Gì cơ? Hà Kiến Phong mất rồi ư? Sao cô lại không kể với tôi từ sớm? Tôi cứ tưởng anh biết chuyện này. Hiện tại Kiều Mạn sao rồi? Vẫn đang ở cạnh chị cậu ấy. Không được, tôi phải đi thăm cô ấy. Anh đừng sốt ruột. Hiện tại họ đang rất buồn. Anh đừng gây thêm phiền phức. Gây thêm phiền phức là sao? Vào lúc thế này sao tôi có thể không ở bên Kiều Mạn?
Tôi phải đi thăm cô ấy. Hàn Sâm, anh nghe tôi nói, giờ tâm trạng chị Kiều Phương rất không ổn định, khó lắm mới được nghỉ ngơi. Anh để Kiều Mạn ở bên chị ấy bình tâm lại được không? Hơn nữa, chị ấy mới mất đi người yêu, giờ anh chạy đến chăm sóc cho Kiều Mạn, anh nói xem chị ấy sẽ buồn thế nào. Hãy đặt mình vào vị trí của họ, nghĩ cho họ. Đấy là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho chị em họ. Vậy phải làm sao? Cứ để họ cô độc nhốt mình trong phòng à? Càng lâu chị càng thêm đau lòng. Giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của họ. Bằng không người của Lịch Bình Cát chắc chắn sẽ bắt nạt họ. Cô đừng có ngăn tôi. Hán Sâm à, anh càng giúp càng loạn. Nước chanh đây. Chị ấy ngủ rồi à? Thực ra anh muốn bảo với em, vài hôm nữa đón chị qua chỗ em ở. Anh ở ngay bên cạnh có thể chăm sóc cho chị ấy. Nếu chị em ở đây, sẽ chỉ nghĩ đến Hà Kiến Phong. Tôi thấy chị ấy muốn ở đâu, cứ để chị ấy ở đó, tôn trọng ý của chị ấy. Cảm ơn ý tốt của anh. Khách khí với anh làm gì? Hà Kiến Phong là người chị tôi yêu sâu đậm nhất. Không được để chị ấy chịu nỗi oan chưa sáng tỏ này. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ số tiền đó. Người chết rồi, chuyện vào ngõ cụt điều tra rõ làm gì? Anh bảo này, giờ chuyện quan trọng nhất là không để chị em bị đả kích tinh thần nữa. Sau đó quay lại cuộc sống, em hiểu không? Đây là điều Hứa A Lịch mong nhất mà. Người chết rồi, chuyện đâm vào ngõ cụt, tôi nhất định không để Hà Kiến Phong gánh tội oan. Em có từng nghĩ, nhỡ thật là vậy thì sao? Nhỡ đúng thật do Hà Kiến Phong thì sao? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm đây? Chính là bọn em mà. Nếu là thật, chúng tôi nhất định sẽ không thoái thác trách nhiệm. Cô về rồi đấy à? Chủ tịch, máy bay vừa hạ cánh. Tình hình phía Văn Tỉnh thế nào rồi? Chị ta chưa biết Hà Kiến Phong qua đời. Xem ra Kiều Mạn với Kiều Phương chưa cho chị ta biết chuyện. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chuyện cần nói vẫn phải nói. Chỉ là hiện tại, chưa phải thời điểm. Đợi hội đồng quản trị bỏ qua vụ sổ sách rồi tính. Đi làm việc đi. Chủ tịch Nghiêm, anh đến rồi à? Nghe bảo Hà Kiến Phong qua đời rồi. Phải, mới hôm qua. Lúc lâm chung, anh ấy có nói gì không? Không. 10 triệu nhân dân tệ với công ty ta mà nói không phải con số nhỏ. Không thể vì người đã mất cứ kệ số tiền này không rõ tung tích. Trước kia công ty chúng ta rất tin tưởng và khoan dung. Đợi đến hôm nay chờ Hà Kiến Phong tỉnh lại, giải thích rõ mọi chuyện. Giờ nghĩ lại tâm lý chúng tôi khi đó là hy vọng sẽ gặp may, bất lực không biết làm gì. Hiện tại công ty sẽ áp dụng một cách thức khác. Hội đồng quản trị quyết định để kế toán nghiêm túc điều tra lại. Phải tra ra số tiền đó rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Được, tôi biết rồi. Của Đông Nghiêm, chúng tôi sẽ phối hợp hết sức. Vậy được, cô chuẩn bị đi. Tôi đi trước đây. Được. Thank you.
Sao anh lại đến đây? Tôi cũng đang muốn hỏi cậu. Sao chị Kiều Vương lại đến nỗi thê thảm như vậy? Sao Hà Kiến Phong lại chết? Chính là vì Lịch Bình Các các cậu. Tôi không thân lắm với Hà Kiến Phong, nhưng tôi cũng đã chăm sóc anh ta mấy ngày. Nhưng sau đó bị người công ty cậu ép chuyển viện, bóng dáng cũng không thấy. Có lẽ người khác không biết mấy cậu đang làm gì, nhưng tôi biết các cậu có chuyện gì mờ ảo. Tôi cũng không định làm gì, tôi cũng đang tìm hiểu. Rất biết diễn, rất biết đóng kịch đấy chứ. Trước đây tôi không rõ, nhưng giờ tôi phát hiện có vấn đề, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Tôi sẽ không để Lịch Bình Các tùy ý ức hiếp chị em nhà họ. Tôi cho cậu biết, tôi và Kiều Mạn sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại sự công bằng cho Hà Kiến Phong. Được thôi, tôi đợi anh. Tôi đợi xem anh gậy ông đập lưng ông. Ngon quá. Lát nữa những cái này đều gói một suất đem về cho chị em và Tiểu Trí ăn nhé. Được thôi, lát nữa anh sẽ dặn họ. Kiều Mạn, còn em chăm sóc chị Kiều Phương vất vả như vậy, hay tạm thời anh bảo Tiểu Trí không đến công ty làm nữa, để cô ấy cùng em đến chăm sóc cho chị ấy. Không cần đâu, em cũng đã lớn như vậy rồi, tự em không chăm sóc được em chắc. Còn nói không cần nữa. Em xem kìa, mắt gấu trúc quầng thâm lộ hết cả lên rồi. Em thực sự có quầng mắt rồi sao? Em đừng ở lại Lịch Bình Các đó nữa. Đợi anh ký được hợp đồng quản lý với xe lấy, sử dụng ỷ phẩm xem như chính thức bước vào giới nghệ thuật rồi. Làm cùng anh có khi sẽ phát huy được sở trường của em. Anh nhớ trước đây em rất thích vẽ tranh mà. Giờ em đâu còn tâm trạng làm chuyện đó nữa. Em về nước là muốn tìm Ben, bắt anh ta trả tiền. Ai ngờ lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Liên tiếp xảy ra chuyện đều do Chu Phạm đấy. Em phải làm việc với anh ta, em không chịu đâu. Được, anh đại diện tập đoàn An Thị xin lỗi em. Đồng thời trân trọng mời em đến chỗ anh làm việc. Để em nghĩ thêm đã. Sau khi điều tra rõ chuyện của Kiều Phương, em sẽ rời khỏi Lịch Bình Các. Đến khi đó hãy tính. Em để anh cùng điều tra đi. Anh đừng gây thêm rắc rối cho em. Em không muốn ở đây thêm một phút nào đâu. Hơi nhớ về Barcelona rồi. Vậy đi, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta cùng về Barcelona, trở lại với cuộc sống trước đây. Hán Sâm, sao anh lại đối tốt với em như vậy, khiến em thấy hơi áp lực. Ali, chị tìm tôi. Đến rồi à? Cả ngày hôm nay không đến công ty. Sao thế? Lại đến chỗ của Kiều Mạn à? Đừng tỏ ra bí hiểm như vậy nữa. Còn nữa, tôi hỏi chị một lần nữa, chị nói thật cho tôi biết, chuyện sổ sách làm giả của Hà Kiến Phong, chị can dự gì vào không? Cần tôi nói bao nhiêu lần nữa? Cậu đã làm việc với tôi bao nhiêu lâu nay, còn không rõ tôi sao? Tôi lừa dối cậu bao giờ chưa? Được, tôi tin chị một lần này nữa. Vừa nãy Dương Lam còn nói hội đồng quản trị cử kế toán đi điều tra, tôi sẽ hết lòng ủng hộ. Nếu không, Kiều Mạn cũng sẽ không từ bỏ. Lời đồn thổi ngoài kia cũng sẽ không ngừng. Hòa Bình, chuyện đó cậu có thể đừng bận tâm nữa được không? Một giám đốc tiền nhiệm qua đời, phải kéo theo cả công ty này vào, là cậu muốn điên theo Kiều Mạn sao? Việc quan trọng nhất bây giờ là triển lãm và thâm quyến.
vô cùng gấp gáp rồi đấy. Đó mới là chuyện cần quan tâm nhất. Hai người đều ở đây sao? Tôi xin giới thiệu, đây là tổ trưởng Lữ, phụ trách việc kiểm toán. Xin chào, xin chào. Cảm ơn sự phối hợp của hai người. Nếu chúng tôi không tra rõ chuyện này, nhất định sẽ không rời đi đâu. Đúng vậy, lẽ ra nên làm vậy từ lâu rồi. Được, chúng ta cùng qua bộ phận tài chính để trao đổi công việc. Được, tôi đưa các anh đi. Mời đi bên này. Được, mời. Giám đốc Lâm, anh có một hang động nữa sao? Bức tranh này của ai thế? Cái đó gọi là gì nhỉ? Là Mạc Huy. Bảo các anh đến để làm việc, không phải đến để tham quan đâu. Mau lên. Giám đốc Lâm, có gì anh cứ căn dặn. Qua đây. Lấy bức tranh đó xuống đi. Bức tranh này ư? Đem tặng cho Sally. Nói đây là chút thành ý của chúng ta, mong cô ấy sẽ nhận lấy. Giám đốc Lâm, bức tranh này ta đã tốn rất nhiều công sức mới có mà. Hơn nữa, còn do Kiều Mạn vẽ, có chắc sẽ đem tặng cho người khác không? Cậu nhiều lời như vậy làm gì? Bức tranh này đem tặng thì tiếc quá. Cho cô ta treo tạm vài ngày, sớm muộn tôi cũng lấy nó về. Làm việc đi. Vì tương lai của công ty, tôi đành nhượng lại bức tranh Kiều Mạn yêu quý nhất. Là chính tay cô ấy vẽ. Tôi đã coi nó như bảo bối, thề giữ gìn nó thật cẩn thận. Không ngờ lại bị Sao Lây ngắm trúng. Cái gọi là duyên phận mãi mãi không bao giờ dự tính được thời khắc sau sẽ có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi Kiều Mạn, anh đã thất tín. Nhưng anh xin đảm bảo đây chỉ là tạm thời thôi. Đó là sự bắt đầu của duyên phận, không phải kết quả. Anh Hán Sâm, trước khi ký hợp đồng, tôi vẫn muốn nhấn mạnh với anh một lần nữa. Bản hợp đồng này là hợp đồng quản lý tạm thời, có hạn trong 3 tháng. 3 tháng đó tôi không hài lòng về cách phục vụ của công ty, tôi có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào. Không thành vấn đề, hãy làm theo những gì mà cô nói. Chị xem đây, Tranh đã đến rồi. Bảo họ vào đi. Dạ. Chuyển vào đi. Từ từ thôi, cẩn thận một chút. Đúng, đặt đó là được. Đặt đây đi. Đặt đây được rồi đấy. Thì ra là hai người à? Hán Sâm, sao anh lại ở đây? Cô Sao Lây đang muốn ký hợp đồng quản lý với công ty chúng tôi. Cô nói xem, sao tôi lại có mặt ở đây? Cô Sao Lây muốn ký hợp đồng quản lý với các anh. Đúng vậy. Chuyện này các anh không cần lo. Nói với Hòa Bình sẽ bàn bạc thêm về việc làm người đại diện. Được, tôi sẽ chuyển lời đến Giám đốc Lâm. Mời đi bên này. Cô Sao Lây, nếu không còn vấn đề gì, ta hãy mau ký hợp đồng đi. Được. Trước khi ký, tôi còn một yêu cầu nho nhỏ. Anh nói đi. Nếu cô đã ký quản lý hợp đồng với bên tôi, chuyện làm đại diện giao toàn quyền cho chúng tôi nhé. Tất nhiên rồi. Có điều sao anh lại hỏi vậy? Tôi hy vọng cô có thể giao chuyện với Lịch Bình Các cho tôi. Do tôi quyết định, tôi đàm phán với Lâm Hòa Bình. Không thành vấn đề. Cảm ơn. Hán Sâm này lại giở trò gì đấy? Kỳ lạ thật đấy. Tiểu Chí, sao cậu lại đến đây? Mình đến để thăm cậu đấy. Đóng cửa vào. Hôm nay tâm trạng tốt vậy sao? Lại đi cần xuống bếp nấu cháo cho chị à? Bạn yêu à? Mình biết thời gian này cậu sẽ rất buồn, nhưng phải phấn chấn lên, mau để chuyện này kết thúc đi.
Hà Kiến Phong còn một người gì mà cậu đã báo cho cô ấy chưa? Mình không biết gì của Hà Kiến Phong biết tin anh ấy đã qua đời chưa? Nếu để chị mình đến nói với cô ấy nhất định sẽ trách chị mình. Hơn nữa, Văn Tình lại đang mang thai. Cô ấy có quyền biết chuyện đó. Chuyện thế này đâu thể giấu, cũng không còn cách nào giấu được đâu. Mình thấy phải trực tiếp nói với cô ấy sẽ tốt hơn. Mình cũng đã mua vé máy bay, chuẩn bị đến thẩm quyến. Cũng được, nhưng cậu phải để tâm đến tâm trạng của cô ấy. Tuyệt đối đừng để cô ấy bị động thai. Tiểu Trí, vừa hay cậu cũng đến. Mừng bát cháo này qua chỗ chị mình. Chị ấy đang trong phòng. Mình sợ chị ấy thấy mình sẽ không vui. Nếu sớm biết vậy, chỉ bằng ban đầu chúng ta đừng về nước, ở lại Barcelona cho xong. Ít nhất sẽ không nhiều chuyện phiền phức như vậy. Mình chưa từng thấy hối hận vì đã về nước. Mình thích ứng rất tốt với nơi này. Mình đã quyết định cắm cặp nơi này mãi. Có hẹn trước. Vâng, mời vào trong. Giám đốc Lâm, mời ngồi. Sao anh lại ở đây? Sao Lê đâu? Xem ra giám đốc Lâm vẫn chưa biết Sao Lê đã ký hợp đồng với giải trí ỉ phẩm chúng tôi. Nếu anh muốn mời cô ấy làm người đại diện, có thể tìm giám đốc của chúng tôi, anh Hàn Dương. Tôi có thể cho anh danh thiếp của anh ấy. Theo anh nói, Hàn Sâm đã toàn quyền phụ trách, sao hôm nay lại không đến? Giám đốc Lâm, anh kinh doanh bao nhiêu năm nay, khả năng nhận biết này sao cũng không biết vậy? Giờ anh đang nhờ vả chúng tôi, sao anh Hàn Sâm lại phải chủ động đến tìm anh? Nếu anh có thành ý, có thể gọi điện thoại, hẹn trước với công ty chúng tôi. Đúng rồi, giám đốc Hàn Sâm gần đây vô cùng bận, chắc anh phải đợi mấy ngày rồi. Được. Hợp đồng của Sơ Lê do các anh hoàn toàn phụ trách. Tôi cũng không tranh cãi với các anh. Nói với Hàn Sâm, tôi nể mặt anh ta lần này. Dù mặt mũi anh ta chẳng đáng một đồng. Anh còn cứng miệng à? Không sợ bên tôi không cho Sơ Lê ký với các anh à? Lẽ nào các anh không cần kinh doanh nữa sao? Được rồi. Anh xem ở đây tốt như vậy, tôi không làm phiền nhã hứng ăn uống của anh. Tôi sẽ đích thân đến thăm hỏi công ty các anh. Nào, cạn ly vì chúng ta đã ký được hợp đồng với Sao Lê. Cạn ly. Dù là hợp đồng đại diện ngắn hạn, cũng đủ để chúng ta kiếm được bộn tiền. Không không, mục tiêu thế lại nhỏ nhoi quá. Những hợp đồng ký được mấy tháng này so với những gì ta bỏ ra chẳng đáng là gì đâu. Tôi cho rằng chúng ta phải mau chóng nâng cao giá trị của Sao Lê. Giờ Lịch Bình Các đang muốn mời cô ấy làm đại diện. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này kiếm một khoản lớn từ Lâm Hòa Bình. Đợi đã, Lịch Bình Các muốn hợp tác với Sao Lê ư? Đây đúng là một mối làm ăn hời mà. Không được, tôi không đồng ý. Để Sao Lê đại diện phát ngôn cho anh ta, khác gì để tẩy trắng cho công ty của họ. Đương nhiên là muốn tẩy trắng rồi. Anh có từng nghĩ đến cứ như vậy công ty của Lâm Hòa Bình sẽ vực dậy được không? Nathan, tôi phát hiện hình như cậu không muốn Lịch Bình Các vực dậy. Cậu và Lâm Hòa Bình có khúc mắc gì sao? Khúc mắc sao? Đương nhiên là không. Tôi có khúc mắc gì chứ? Không có ư? Chỉ là tôi thấy nếu chúng ta làm vậy không tốt cho Sao Lê thôi. Anh nghĩ đi, sau khi ký được với cô ấy, ta phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Phải để cô ấy tránh xa công ty danh tiếng xấu như Lịch Bình Các. Bảo vệ cô ấy là bảo vệ chúng ta. Anh thấy tôi nói có đúng không? Lẽ nào anh thấy tôi nói không có lý à? Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thêm. Thế nào rồi? Bên đó bàn bạc ra sao rồi? Lâm Hòa Bình đúng là chẳng biết điều, vốn chẳng để chúng ta trong mắt. Xảy ra chuyện gì vậy?
Anh ta nói công ty ta chẳng là gì cả. Còn nói mặt mũi Hàn Sâm chẳng đáng một đồng. Lâm Hòa Bình này đúng là quá đáng. Được, tôi sẽ nắm chắc Xeo Lây không buông, đợi cậu ta bỏ đến xin lỗi tôi. Chị Alice, gặp Kiều Mạn và Kiều Phương chưa? Nói chuyện với họ sao rồi? Gặp rồi thì nói với họ về chuyện nhà, chứ nói chuyện gì được. Đúng lúc tôi gặp được Kiều Mạn, chuẩn bị ra ngoài đến thăm Quyến. Có khi nào cô ta nói chuyện 10 triệu cho Văn Tình không? Nếu vậy Văn Tình rất có thể sẽ đối phó với chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Cô hoang mang gì chứ? Bình tĩnh đi. Hải Kiến Phong đã không còn. Họ có thể chẳng cần nghi kỵ làm bất cứ chuyện gì, gồm cả nói chuyện này cho Văn Tình. Đó là chuyện sớm muộn. Cũng đúng, suy cho cùng chuyện đến cũng phải đến, muốn trốn cũng không trốn được. Hứa Lịch, có phải chị đến tìm Kiều Mạn không? Tôi đi tìm Kiều Phương. Sao nào? Chủ tịch của công ty đến an ủi hỏi thăm cô ấy cũng không được à? Gặp phải Kiều Mạn chỉ là trùng hợp thôi. Tôi cũng chẳng muốn trông thấy cô ta. Nếu chị đến an ủi người thân của nhân viên, tôi cầu còn không được. Nhưng sao chị lại nói chị Kiến Phương ở bên anh ấy vì nhà của anh ta? Chị nói vậy khiến người ta đau lòng thế nào có biết không? Vốn là vậy mà, đâu phải tôi bịa đâu. Văn Tình cũng thấy vậy đấy. Họ yêu nhau bao nhiêu năm, nói bỏ là bỏ giám đốc Hà ngay được. Giờ giám đốc Hà đang hôn mê nằm trên giường, lại khóc lóc chạy về chăm sóc người ta, lại còn cố bám lấy không buông giám đốc Hà. Tình tiết kiểu này khác gì bộ phim tranh cướp gia sản hay phát lúc 3 giờ chiều đâu. Chị không hiểu chuyện của người ta dựa vào đâu mà nói vậy. Chị xem phim nhiều quá rồi đấy. Còn nữa, sau khi mất Hà Kiến Phong, chị định làm thế nào? Còn định làm thế nào nữa? Kiều Mạn và Kiều Phương nói Kiến Phong không có vấn đề, nhưng theo những gì mà tôi biết, chuyện này nếu không phải anh ta làm, cũng chẳng ai có thể làm được. Được, vậy để hội đồng quản trị điều tra đi. Sự thật sớm muộn cũng tỏ bày thôi. Còn nữa, giám sát Hà qua đời, tang lễ của anh ấy cả công ty phải tham gia. Cậu bị bệnh à? Tất cả đều tham gia, tại sao hả? Được, 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 đi đi, tất cả đều đi được chưa? Kiều Mạn, chị Văn Tình, từ từ thôi. Cô còn đến tìm tôi làm gì? Kiều Phương còn muốn chăm sóc Kiến Phong à? Cô về nói với cô ấy đừng phí công vô ích, tôi không đồng ý đâu. Chị Văn Tình, lần này tôi đến tìm chị không phải vì chuyện đó. Vậy cô tìm tôi có việc gì? Bụng đã lớn như vậy rồi mà mỗi ngày chị vẫn đi làm được sao? Khi nào thì chị sinh vậy? Sắp được 9 tháng rồi. Ngày dự sinh là tuần sau. Sao cô đột nhiên lại quan tâm đến chuyện sinh đẻ của tôi? Tôi đến vì muốn nói cho chị biết một việc. Chuyện gì? Họ đều không dám nói cho chị. Dù chị đang mang thai, nhưng tôi thấy vẫn nên cho chị biết. Hà Kiến Phong mất rồi. Sao? Không thể nào. Không ai nói với tôi. Không thể nào.
Không thể. Tôi không tin. Cô có chứng cứ gì không? Đây là anh ấy trước khi mất. Là Kiến Phong. Đừng xem nữa. Đừng xem nữa. Bụng của tôi. Kiều Mạn. Kiều Mạn. Có ai không? Ở đây có người sắp sinh. Sao vậy? Đến đây. Nào, để tôi xem. Có phải sắp sinh rồi không? Sắp sinh rồi. Mà gọi bác sĩ. Gọi 120 đi. Tôi từng nói với cậu, tôi không cần quá trình, tôi chỉ cần kết quả. Cậu nói với tôi đã ký được với Sao Lây. Vậy Sao Lây đâu? Hôm nào hội đồng quản trị cũng hỏi tôi. Cậu bảo tôi phải ăn nói thế nào đây? Cô Đông Nghiêm, chuyện của Sao Lây đang được xử lý. Mong anh cho tôi thêm thời gian. Tôi cũng muốn cho cậu thêm thời gian. Nhưng triển lãm thâm quyến sắp bắt đầu. Nếu không xóa bỏ ảnh hưởng của dư luận về chất lượng sản phẩm của Lịch Bình Các, có triển lãm đi nữa cũng vô ích thôi. Đây là một phần quan trọng. Tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn tôi nhỉ? Cổ Đông Nghiêm, tôi nhất định sẽ khiến Sao Lây ký hợp đồng trước khi triển lãm bắt đầu. Kiều Mạn, alo, Hòa Bình. Hòa Bình không có ở đây. Có gì thì nói với tôi đi. A Lịch, nói đi. Không phải cô tới Thâm Quyến rồi sao? Tìm Hòa Bình làm gì vậy? Tôi đến Thâm Quyến tìm Văn Tình. Tôi nói cho chị ấy biết Hà Kiến Phong qua đời rồi. Chị ấy kích động quá. Có khả năng sẽ sinh non. Đây là chuyện tốt mà cô làm đấy hả Kiều Mạn? Là lỗi của tôi. Công ty có thể cho người tới giúp tôi được không? Xin lỗi, giờ công ty không có ai rảnh cả. Nếu đã tới Thâm Quyến rồi thì cô cứ đại diện công ty đi. Sao con người cô lại vô tình như vậy được? Rắc rối cô gây ra thì tự xử lý đi. Hít vào, cố lên. Thả lỏng nào, thả lỏng. Cố lên. Cố lên. Chồng cô có ở đây không? Anh ấy có qua đây được không? Không, anh ấy không ở Thâm Quyến. Chúng ta cứ kệ đi. Chỉ cần giúp tôi sinh con khỏe mạnh ra là được. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Sắp ra rồi đấy. Nào, thả lỏng, dùng sức đi. Cố lên, dùng sức đi. Sắp được rồi, tốt lắm, sắp ra rồi. Tiếp tục dùng sức nào, dùng sức nào. Alo, Tiểu Chí, giờ cậu có thể tới Thâm Quyến ngay được không? Văn Tình sắp sinh rồi, mình không biết phải làm sao cả. Cậu mau tới đây đi. Đừng căng thẳng, cố lên. Sắp ra rồi, thả lỏng nào. Dùng sức. Hán Sơn, Hán Sơn, Hán Sơn. Tôi cần nghỉ phép. Sao nữa vậy? Tôi phải tới Thâm Quyến ngay. Bên Kiểu Mạn, Văn Tình sắp sinh con. Tôi phải qua đó giúp cô ấy. Kiểu Mạn tới Thâm Quyến rồi à? Đúng, đi hôm nay. Chuyện quan trọng như vậy sao lại không đợi sớm? Đi, tôi đi cùng cô. Nhanh lên. Đăng tin này lên đi. Tiểu Khê, cậu làm gì vậy? Lịch Bình Cáp muốn xóa vụ bê bối, nên mời Sao Lây làm đại diện nhưng bị từ chối. La Thần, tại sao cậu lại biết nội dung như thế này? Sao cậu lại đối đầu với Hòa Bình hết lần này đến lần khác vậy? Đánh sập Lịch Bình Cáp có ích gì với cậu? Được, nếu cậu nhìn ra rồi cũng chẳng có gì hay ho để nói cả. Cậu điên rồi phải không? Vậy thì sao? Mình không để tâm tới cái nhìn của người khác. Được, cậu có thể không để tâm, nhưng mình cũng không cho phép cậu sa đọa như vậy.
Mình sẽ xử lý bài viết này cho cậu. La Thần, nếu mình biết cậu lại giở trò gì với Lịch Bình Cát, mình sẽ cho mọi người thấy con người của cậu như thế nào. Thật là cố chấp. Chị cầm điện thoại của tôi làm gì? Vừa nãy cậu bàn chuyện với của Đông Nhiên, tôi có lòng tốt nghe giúp cậu không được à? Ai gọi vậy? Là Kiều Mạn. Cô ta nói Văn Tình sắp sinh, tôi biết ngay là vậy mà. Vội vã chạy tới đó nói cho người ta biết chuyện giám đốc Hà qua đời. Không xảy ra chuyện mới lạ. Vậy sao không nghĩ cách giúp đi? Tôi cũng vừa mới cúp thôi. Không được, tôi phải tới Thẩm Quyến. Công ty còn bao nhiêu việc, sao lại không để người khác đi? Lúc này rồi còn đưa đẩy, người ta sẽ đánh giá ta thế nào đây? Kiều Mạn, sao anh lại ở đây? Anh nghe được tin Văn Tỉnh sinh non. Giờ chị ấy sao rồi? Văn Tỉnh sinh được một bé trai, giờ chị ấy vẫn đang nằm trên giường. Nhưng chồng chị ấy không thấy xuất hiện. Có khi nào bỏ rơi hai mẹ con họ không? Không đâu, có lẽ là đi công tác chưa về thôi. Hoặc cũng có thể là chưa nhận được tin. Tay em sao vậy? Bị Văn Tình nắm à? Lúc Văn Tình sinh, cứ nắm lấy tay tôi. Làm mẹ thật vĩ đại. Để anh xoa cho em. Không sao, không sao đâu. Có đau không? Để anh xoa cho em. Không sao, không sao thật mà. Thật sự không sao, không cần đâu. Đừng qua đó. Sao vậy? Anh ngồi máy bay mấy tiếng, cũng phải qua chào hỏi Kiều Mạn một chút chứ. Đã nói không cần là không cần mà. Không thấy người ta có người khác rồi sao? Nào, đi ăn thôi. Giờ tôi đã sinh đứa thứ hai, mà anh nói chúng ta không hợp để chung sống. Anh rời nhà đi lâu như vậy, tôi có từng tìm anh không? Giờ anh còn không muốn về thăm con một lần nữa sao? Vậy thì anh cút đi. Cút càng xa càng tốt. Không có anh, tôi vẫn nuôi con lớn được. Chị Văn Tình, chị sao rồi? Đây là Lâm Hòa Bình. Anh ấy thay mặt Lịch Bình Quát tới thăm chị. Chào chị Văn Tình. Tôi là Lâm Hòa Bình đến từ Lịch Bình Quát. Khi giám đốc Hà còn sống, anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho công ty. Chúng tôi rất buồn vì sự ra đi của anh ấy. Cậu Lâm, cảm ơn cậu đường xá xa xôi tới Thâm Quyến thăm tôi. Tôi nhận tấm lòng của cậu. Còn chuyện của Kiến Phong và công ty các cậu, Kiều Mạn đã nói với tôi rồi. Tôi tuyệt đối không tin Kiến Phong sẽ làm giả sổ sách, biển thủ tiền của các cậu. Nếu bây giờ vì nó không còn trên đời nữa mà các người muốn giáo họa cho nó, đổ tội lên đầu nó, tôi nói cho các người biết, đừng có mơ. Chị Văn Tình, tôi không có ý đó. Tôi không hề nói Hà Kiến Phong làm giả sổ sách. Nhưng trên đó đúng là có con dấu của anh ấy. Anh ấy khó tránh khỏi bị tình nghi.
Các người, sao các người lại không động não nghĩ thử xem? Nếu nó biển thủ số tiền đó thật, vậy sao nó còn phải mua trả góp một căn nhà chưa đến 100 mét vuông? Chị Vân Tình, tôi hiểu những điều mà chị nói. Công ty chúng tôi đang điều tra, tôi tin sẽ sớm có kết quả. Chị yên tâm, tôi nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Có phải chúng ta không nên đến đây không? Tôi kiếm hết vai ác rồi. Không trách em được. Em muốn giúp đỡ chị ấy mà. Chỉ là chị ấy chưa nhận ra thôi. Đi thôi. Anh đừng uống nữa. Chẳng hiểu anh nghĩ kiểu gì nữa. Đến cũng đến rồi, sao lại không đến chỗ Kiều Mạn? Ít nhất anh cũng nên chào hỏi một tiếng chứ. Tôi không muốn trở thành người dư thừa bên cạnh Kiều Mạn. Ai bảo vậy? Còn chưa đủ rõ sao? Trước lúc chúng ta đến, Lâm Hòa Bình đã ở đó rồi. Kiều Mạn chẳng hề cần đến tôi. Anh trở nên rụt rè như vậy từ bao giờ thế hả? Anh còn chưa gặp cậu ấy thì làm sao biết cậu ấy không cần anh? Một người dù dũng cảm thế nào nhưng cứ liên tiếp phải đối mặt với thất bại thì dũng khí cũng bị bào mòn dần thôi. Vậy là anh định cứ nhụt chí vậy sao? Được rồi, ăn chút gì đó đi. Sắt, nam châm. Nam châm gì cơ? An Khải Luân nói đúng. Người đàn ông nhất định phải trở thành nam châm mới có thể khóa chặt trái tim người con gái mà mình yêu nhất. Giờ anh đã an tưởng về tình yêu đến vậy rồi à? Đàn ông cần phải trưởng thành đúng không? Tôi phải biến bản thân thành một thỏi nam châm thì mới thu hút được sự chú ý của Kiều Mạn và khóa chặt trái tim của cô ấy. Tìm tôi có việc gì, nói mau. Thời gian của tôi quý giá hơn cậu nhiều. Lần này chủ yếu tôi muốn cảm ơn sự quan tâm của công ty dành cho người nhà tôi. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Lâm Hòa Bình đi. Cậu ấy quá nhân từ. Nếu là tôi thì không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ mong cậu ngồi tù thêm vài năm nữa. Giám đốc Lịch, cô vẫn cứ yêu ghét rõ ràng như vậy. Lần này đến tìm cô chủ yếu là muốn tặng cho cô một món quà. Tôi nghĩ sau khi xem xong cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về tôi. Tặng quà cho tôi. Trong công viên Hiểu Phong có một cái cây. Tôi đánh dấu bằng cách khắc một chữ thập lên thân cây. Nhật ký Bỉ Ngạn được chôn ngay dưới gốc cây đó. Nhật ký Bỉ Ngạn chôn dưới gốc cây. Đúng thế, chính tay tôi chôn mà, không nhầm được đâu. Sao cậu lại nói cho tôi biết? Ban đầu tôi muốn nói cho giám đốc Lâm, nhưng tôi thấy chủ tịch Lịch thích Lâm Hòa Bình như vậy, hà cớ gì lại không giúp đỡ cô? Tôi kể cho cô nghe rồi cô đưa cho anh ấy, thế chẳng phải là cô lập công lao trước mặt Lâm Hòa Bình sao? Xem như cậu cũng biết điều. Xem ra cậu đã nhận thức được sai lầm của mình. Tiền tôi gửi cho mẹ cậu cũng xem như không uổng phí. Vậy sau này chuyện nhà tôi vẫn phải nhờ chủ tịch Lịch rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ làm. Nhưng chuyện cậu cho tôi biết về nhật ký Bỉ Ngạn, tôi mong cậu tạm thời đừng nói cho Hòa Bình biết.
Tôi sẽ tìm cơ hội đích thân đưa cho cậu ấy. Được, tôi biết rồi. Chị Văn Tình sinh được một bé trai, nhưng em vẫn không thấy mặt mũi chồng chị ấy đâu cả. Sau đó bố mẹ chồng đến thăm chị ấy, em mới yên tâm về. Tuy trước kia chị ấy ngăn cấm chị và Kiến Phong, nhưng may là lần này tai qua nạn khỏi, chị cũng yên tâm. Chị, ngày mai là tang lễ của Hà Kiến Phong, chị có cần em làm gì cho chị không? Ngày mai chị không muốn thấy bất cứ ai ở Lịch Bình Các dự tang lễ của Kiến Phong. Cả đời này chị sẽ không tha thứ cho họ. Thực ra không phải ai ở Lịch Bình Các đều âm mưu hiểm ác đâu. Lâm Hòa Bình đã hứa với em sẽ điều tra cho rõ chuyện này. Kiều Mạn à, Kiều Mạn, sao em vẫn còn nói đỡ cho Lâm Hòa Bình hả? Em có biết cậu ta bắt cá hai tay không hả? Em có biết cậu ta và Hứa A Lịch đang quen nhau không? Cậu ta lấy tư cách gì mà theo đuổi em? Em và Lâm Hòa Bình chỉ vô tình trở thành đồng nghiệp của nhau. Vô tình trở thành đồng nghiệp ư? Chị mong em không nói dối chị. Tóm lại, chị không mong hai đứa tiếp tục dính líu đến nhau nữa đâu. Chị, bọn em thật sự chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Phải rồi, nhắc đến công việc, lúc trước vì Kiến Phong mà em chịu thiệt đến Lịch Bình Các làm. Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, em không cần đến đó làm nữa đâu. Nếu em muốn thì cũng có thể về Barcelona. Còn nếu muốn ở lại trong nước thì có thể đến công ty của Hán Sâm. Kiều Mạn, Hán Sâm là người đàn ông đáng tin cậy, có thể dựa dẫm được. Chị yên tâm đi, chuyện công việc em sẽ suy nghĩ kỹ. Em và anh ấy thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi. Đùa, viết cái gì thế này? Giám đốc Lâm, anh đến rồi. Lại có kẻ bôi xấu chúng ta trên mạng. Lại nữa à? Để tôi xem. Tin sốc, Lịch Bình Các vì muốn xóa bỏ tin không hay về chất lượng sản phẩm của công ty, đã mời ngôi sao Soleil làm người đại diện, nhưng bị từ chối thảm hại. Bị điên à? Suốt ngày rỗi hơi viết mấy thứ này. Sản phẩm của ta đâu có vấn đề. Hơn nữa giám đốc Lâm, anh xem, ở dưới bài viết này có rất nhiều bình luận. Tôi có cảm giác bài lần trước và bài lần này đều do cùng một người viết. Cậu tra xem có phải là cùng một người không. Được ạ. Hòa Bình, cậu đọc rồi phải không? Bài viết lần này giống hệt bài viết lần trước. Lần trước ta không giải quyết dứt khoát chuyện này là một sai lầm. Nếu lần này không tìm ra kẻ đứng sau và dạy cho hắn một bài học, sau này hắn sẽ cưỡi lên đầu ta mất. Đúng thế, hắn quen cái thói bắt nạt chúng ta. Đúng thế, lần này nhất định phải tóm được hắn. A Lịch, có vẻ tôi biết người này là ai rồi. Vào văn phòng của tôi đi. Cậu vừa bảo đã biết ai là kẻ đứng sau bài bôi nhọ trên mạng. Tôi cảm thấy chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến La Thần. La Thần? Sao cậu lại nghĩ đến cậu ta? Giữa công ty và cậu ta cũng không có quan hệ lợi ích gì cả. Dù có ghét công ty cỡ nào thì cũng không đến mức này. Không phải tự nhiên mà tôi có suy đoán đó. Lần trước khi tôi đến trường thăm giáo sư Tô Sơn thì gặp phải cậu ta. Chị biết cậu ta nói gì không? Cậu ta nhắc đến bài viết bôi nhọ trên mạng. Lúc đó tôi đã có cảm giác chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Phải, tôi biết giữa hai người có hiểm khích, nhưng nói thế nào đi nữa, cậu ấy cũng là người có học thức, chắc không làm chuyện bị ổi vậy đâu. Theo tôi, người có khả năng gây ra chuyện này nhất là Hán Sâm. Không phải đâu. Sao chị suốt ngày nhắc đến tập đoàn An Thị thế? Cậu tưởng tôi muốn chắc, nhưng chỉ có họ mới có động cơ làm việc này thôi. Chuyện làm sao chép sản phẩm, họ bồi thường cho ta 5 triệu. Cậu tưởng họ cam tâm à? Tôi có thể cảm nhận được tập đoàn An Thị đang bày ra một bàn cờ lớn. Kiều Mạn và Kiều Phương có mâu thuẫn với chúng ta. Hán Sâm muốn chơi ta một vố để trả thù cho mấy người từ Barcelona về. Chị nhầm rồi. Tuy Hán Sâm thường đối đầu với chúng ta, nhưng anh ta chắc chắn không phải kẻ tiểu nhân. Hòa Bình, cậu thật quá ngây thơ. Cậu còn nói đỡ cho anh ta. Anh ta là ai? Là anh em của kẻ đã cướp đồ của cậu, là người nhà của Chu Phàm, người sao chép sản phẩm của công ty. Anh ta sống trong môi trường đó thì làm gì mà tốt được chứ? Tôi thấy việc quan trọng nhất hiện giờ đó là mau chóng tra ra kẻ đứng đằng sau là ai. Tạm thời đừng để hội đồng quản trị biết chuyện này. Tất nhiên rồi,
Kể chuyện này cho hội đồng thì khác gì tôi tự hại mình đâu. Chỉ cần giấu được hội đồng thêm vài ngày là tôi có thể điều tra rõ ràng. Hòa Bình, những lời này tôi cũng nói rất nhiều lần, nhưng cậu chẳng chịu nghe bao giờ cả. Thực ra cách tốt nhất giải quyết mối đe dọa của công ty hiện giờ vốn không phải cho cậu thời gian để tra ra kẻ đó là ai. Thực ra cách giải quyết cơ bản nhất vẫn đang nằm trong tay cậu. Tôi biết chị muốn nói gì. Tóm lại tôi quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Chị cũng đừng nói gì nữa. Hòa Bình, xem như tôi cầu xin cậu được không? Cậu đừng qua lại với Kiểu Mạn nữa. Cậu nhìn đi, tạm thời trước mắt mọi chuyện đều do cô ta mà ra. Mọi chuyện đều có liên quan đến cô ta. Tôi thật sự sợ ngày nào đó công ty sẽ bị hủy hoại trong tay cô ta. Chị làm gì vậy? Mấy chuyện này vốn không hề liên quan đến Kiểu Mạn. Nếu cậu nghĩ như vậy thì tôi cũng hết cách. Hôm nay tôi cũng đã nói đến vậy. Nếu cậu vẫn tiếp tục thế này, sớm muộn sẽ có ngày cậu phải trả giá vì cô ta. Hàn Sâm, Hàn Sâm, anh xem tin tức trên mạng hôm nay chưa? Một ngày trên mạng có bao nhiêu tin, tôi đâu biết là cái nào. Tôi đã nói như vậy tức là nó liên quan đến công ty của mình rồi. Sao thế? Sử dụng ỷ phẩm bị người ta bôi nhọ sao? Làm gì có chứ, là Lịch Bình Các. Anh xem đi. Không phải chứ? Lịch Bình Các vì muốn xóa bỏ vụ bê bối nên mời Ngô Sao Xeo Lấy đến làm người đại diện. Người đọc bài này có nhiều không? Nhiều lắm. Quan trọng là lượng người đọc và lượt chia sẻ. Chỉ trong một đêm đã tăng chóng mặt. Khó mà khiến người ta không nghi ngờ là có người chơi xấu sau lưng. Kỳ lạ thật đấy. Việc Lịch Bình Các muốn Sao Lây làm người đại diện vẫn chưa công bố. Ngoài nội bộ của Lịch Bình Các biết ra, chỉ còn lại có chúng ta. Bài viết này được đăng lên, đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất là ỷ phẩm. Công ty đối đầu trực tiếp trong lĩnh vực này với họ, nhưng không thể là chúng ta được. Vậy rốt cuộc là ai làm chuyện này? Chính là như vậy đấy. Người không biết chuyện sẽ cho rằng chúng ta đứng đằng sau làm chuyện đó. Rõ ràng là đang muốn ta muốn gây mâu thuẫn với Lịch Bình Các. Vậy cô có nghĩ bài này là do La Thần viết không? La Thần? Sao anh lại nghĩ là anh ta? Tôi cũng không biết vì lý do gì, chỉ là trực giác mách bảo cho tôi thôi. Thật đấy. Hán Sâm, Hán Sâm, đi rửa kính cho tôi. Kính sạch lắm ạ, đi lau nó đi, đi đi. Hán Sâm, tôi nói cho anh nghe một tin vui. Được, công ty giải trí ỷ phẩm đã được phê duyệt. Giấy phép kinh doanh ở trong này. Giờ chỉ cần chọn ngày tốt là ta có thể khai trương. Tốt quá rồi. Đúng rồi, hôm nay cậu có lên mạng chưa? Lên mạng? Tất nhiên là rồi. Người làm ngành này như chúng tôi, việc bắt đầu mỗi ngày sẽ là mở điện thoại. Vậy bài viết bôi nhọ Lịch Bình Các chắc cậu cũng đọc rồi chứ? Bài viết bôi nhọ à? Bài nào tôi không có chú ý. La Thần, giờ cũng chỉ có hai chúng ta. Tôi biết cậu là người thông minh. Tôi mong cậu thông minh, nhưng lại thông minh một cách ngu ngốc. Nói thật cho tôi biết đi, bài đó là cậu viết đúng không? Hán Sâm, anh nói vậy là có ý gì? Chắc chắn không phải tôi. Tôi không thủ oán gì với họ. Sao tôi lại phải bôi nhọ họ? Đừng nói là anh nghĩ tôi phản đối Sao Lây làm người đại diện cho họ, nên cho rằng chuyện này có liên quan đến tôi đấy nhé. Tôi hoàn toàn là vì chất lượng sản phẩm của họ có vấn đề, thế nên mới phản đối Sao Lê làm người đại diện cho họ. Lẽ nào anh vì chuyện đó mà nghĩ tôi có thủ oán với Lịch Bình Các ư? Không đâu, làm gì có chuyện đó. Đúng rồi, cậu mới nói chọn một ngày đẹp đúng không? Được, tôi gọi Chu Phàm tìm người chọn ngày lành để khai trương theo như phong tục. Chúng ta có thể chuẩn bị khai trương đại cát rồi. Khai trương đại cát. Khai trương đại cát, khai trương đại cát.
Sau khi tiệc tang lễ của Hà Kiến Phong về, chị cứ đứng bên cửa sổ, không nói lấy một câu nào cả. Tôi biết chị rất buồn. Trong lòng chị có một khoảng trống, đó là vết thương rất khó chữa lành. Tôi cũng không biết nên an ủi chị ấy thế nào. Chị nén đau thương đi ạ. Hôm nay Hà Kiến Phong thấy bao nhiêu người đến viếng, nhất định anh ấy sẽ cảm thấy được an ủi. Lâm Hòa Bình đã mua vé máy bay cho chị. Thời gian này chị cũng mệt mỏi nhiều rồi. Anh ấy mong chị có thể ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Cậu ta mua vé máy bay cho chị là có ý gì? Là muốn đuổi chị rời khỏi nơi này đúng không? Chị à, em có thể hiểu cho chị, nhưng anh ấy thật sự không có ý đó. Sao đến giờ em vẫn nói đỡ cho cậu ta thế? Vậy em nói xem, cậu ta mua vé máy bay cho chị vào thời điểm này là có ý gì? Kiểu mà, em nói với cậu ta, chị sẽ không đi. Hơn nữa, không những chị không đi, mà còn mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chị đều dõi theo lịch bình các, cho đến khi sự thật được sáng tỏ. Nếu họ đổ ăn cho Hà Kiến Phong, chị sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Chị, em có cùng lập trường với chị. Em sẽ luôn ở bên chị để điều tra cho rõ mọi chuyện. Cô nói xem giám đốc Lâm nghĩ gì vậy? Sao lại bắt chúng ta đến chia buồn với Kiều Phương đó? Vậy chẳng phải tự làm xấu mặt mình sao? Cậu đang nói gì thế? Giám đốc Lâm cũng là muốn bày tỏ thành ý. Tuy nói là mối quan hệ giữa giám đốc Hà và Kiều Phương không tầm thường, tôi cũng chưa từng thấy người bạn gái cũ nào như vậy cả. Rừng lớn rồi thì không còn chú chim nào nữa, nhưng chuyện này không phức tạp đến vậy đâu. Kiều Phương chẳng phải là vì căn nhà đó sao? Chưa chắc đâu. Em nói cứ như thể trên đời không có tình yêu đích thực vậy. Tình yêu đích thực à? Có nhiều tình yêu đích thực vậy sao? Có chứ. Mọi người yên lặng đi. Chủ tịch, Kiều Phương niệm tình cũ với Hà Kiến Phong cũng đâu có liên quan đến mấy người đâu. Có thời gian bàn chuyện người khác, sao lại không đi làm việc đi? Chủ tịch, cổ đông Nghiêm đã gọi ba cuộc đến, nói là muốn tìm gặp chị. Nếu anh ấy còn gọi đến nữa, tôi vẫn sẽ nói chị không ở đây sao? Tất nhiên rồi, lúc này tôi gặp anh ta khác nào để cho anh ta mắng đâu. Tôi hiểu rồi. Thế nào rồi? Chị tôi không chịu đi, còn mắng tôi một trận. Đúng như anh dự đoán. Anh đã biết mà còn mua vé máy bay cho chị ấy. Trong tang lễ của Hà Kiến Phong, anh tưởng chị ấy sẽ mắng chửi anh thậm tệ, nhưng kết quả là không. Anh cảm thấy chị ấy là người hiểu lý lẽ. Nếu bảo chị ấy đi du lịch, có lẽ chị ấy sẽ đồng ý. Alo, cô Sơ Lê. Không ngờ tôi đi nước ngoài mấy ngày mà trong nước xảy ra nhiều chuyện như vậy. Là chuyện gì? Cậu đừng giả vờ không biết nữa. Ta gặp nhau nói chuyện đi. Được, tôi sẽ đến ngay. Là Sơ Lê gọi sao? Tôi đi cùng anh nhé. Em cũng quan tâm đến lịch bình các đấy nhỉ?
Là vì anh sao? Anh đoán xem. Anh đoán là phải. Là tôi muốn điều tra chuyện của Hà Kiến Phong. Lên xe đi. Đi thôi. Hàn Sâm, đây là ngày được chọn để khai trương công ty mới. Anh xem đi. Anh sao thế? Đây là sự kiện lớn từ khi anh đến Ỷ Phẩm. Sao anh lại không vui vậy? Đàn ông, làm thế nào mới có thể biến thành thỏi nam châm đây? Thỏi nam châm? Hàn Sâm à, ban ngày anh uống ít rượu thôi, không tốt cho óc của anh đâu. Là đầu óc anh không tốt thì có. Anh biết không, thực ra tên anh được đặt rất hay, rất hợp với anh. Chu Phàm tức là một con heo vừa tầm thường vừa ngu ngốc. Là tôi đang lấy ví dụ cho việc làm thế nào để đàn ông trở thành thỏi nam châm, có thể thu hút trái tim phụ nữ, hiểu không? Ý anh là làm thế nào để giành lấy trái tim của Kiều Mạn à? Bớt tự cho mình thông minh đi. Ý tôi là muốn giúp anh nghĩ cách thôi. Thời điểm này cũng đang khá nhạy cảm. Nếu tôi đối tốt quá với cô ấy sẽ e dè tôi. Nếu tôi thở ơ với cô ấy lại cũng sẽ hở hứng với tôi. Hơn nữa giờ Lâm Hòa Bình ngày càng thân với cô ấy. Quả thực tôi không thể nghĩ ra được cách nào cả. Hàn Sâm, tôi thấy anh nên đổi cách tư duy khác đi. Tôi sợ lời. Tôi vẫn chưa hiểu ý của cô vừa nãy nói qua điện thoại. Chuyện lớn cô nói là gì vậy? Hai người đọc bài trên mạng đi. Xem từ khóa liên quan đến Seo Lei là gì. Muốn xóa bỏ vụ bê bối cứ đến tìm Seo Lei. Tôi trở thành gì rồi vậy? Tôi sắp thành thuốc tẩy quần áo chuyên dụng cho người ta rồi à? Cô Seo Lei, cái này chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc chắn có người cố ý dựng nên chuyện này. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Hy vọng nó không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta. Không ảnh hưởng sai. Anh nói nghe nhẹ nhàng quá. Chuyện làm người đại diện mới ở bước bàn bạc mà tôi đã bị cư dân mạng đả kích như vậy. Nếu tôi làm người đại diện cho các anh thật, thế thì hình tượng của tôi còn bị bôi nhọ đến cỡ nào? Mọi người sẽ cho rằng công ty tệ như Lịch Bình Các còn có thể mời cô ấy làm đại diện. Vậy thì có gì mà không mời được? Tôi sẽ không làm chuyện tự hạ thấp giá trị của mình như vậy đâu. Tôi ra đây. Cô đừng vội từ chối. Hãy cân nhắc thêm đi. Chuyện này chắc chắn có người cố ý làm hại chúng tôi. Đúng vậy cô Seo Lei. Cô làm như vậy chúng tôi cũng rất khó xử. Thôi tôi còn khó xử hơn. Lịch Bình Các thế nào là chuyện của mấy người, không liên quan gì đến tôi cả. Đừng có ý định kéo tôi xuống nước cùng. Còn nữa, bức tranh này tôi cũng không có phúc để hưởng rồi. Hai người mang về đi. Lâm Hòa Bình, tại sao ngọn hải đăng bị ngạn của tôi lại ở đây? Kiều Mạn, em nghe anh giải thích đi. Hóa ra anh dùng bức tranh của cô Kiều Mạn đây xem như món quà để tặng tôi à? Chẳng trách lúc đó anh không có đành lòng. Cảm ơn cô đánh giá cao tranh của tôi. Kiều Mạn, cô Seo Lei, bức tranh này tôi sẽ đến lấy sau.
Hòa bình. Nhật ký bị ngắn tôi lấy về rồi. Cứ để chỗ tôi đi. Tôi nhất định phải xóa sạch được ký ức của cậu. Nam sinh chẳng qua chỉ là một trở ngại giữa chúng ta. Kiểu mạn ư? Tôi càng không cho phép cô ta xen vào giữa chúng ta. Cô ta đừng hỏng mơ tưởng. Em nghe anh giải thích đi. Đừng làm phiền tôi. Nghe anh giải thích đi. Nghe anh giải thích đi được không? Anh có gì cần giải thích à? Anh biết, em nhìn thấy rồi. Anh cũng biết em rất buồn. Em nghe anh nói trước đi. Hôm đó, Seo Lei đến để tìm anh. Cô ấy vừa nhìn đã thích ngay ngọn hải đăng bị ngạt. Vì muốn cô ấy nhận lời làm người đại diện phát ngôn. Cho nên anh không cần giải thích nữa đâu. Bức tranh đó, vốn dĩ anh đã bỏ ra 50.000 euro để mua mà. Nó là của anh. Tôi chỉ là không ngờ anh luôn nói mình vô cùng thích nó, nhưng lại tùy tiện tặng nó cho người khác. Không phải đâu. Nó trong lòng anh chẳng qua cũng chỉ là món đồ có thể tùy ý tặng cho người khác. Không phải đâu. Đừng động vào tôi. Kiều Mạn, em nghe anh nói. Bức tranh đó rất quan trọng với anh. Anh cũng không nỡ. Nên Sao Lê nói cô ấy rất thích nó. Đột nhiên anh lại thấy vui. Cô ấy là người kén chọn mà lại thích tranh của em. Vậy xem như em đã được công nhận. Nhưng điều quan trọng nhất, anh chắc chắn mình có thể lấy lại bức tranh đó. Vì đối với anh mà nói, nó cũng rất quan trọng. Anh còn muốn lấy về làm gì? Bức tranh đó ở chỗ của Seo Lê cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Được. Anh lấy về. Cho một mùi lửa đốt nó đi thì mới thấy thoải mái. Được rồi, đừng nói nữa. Muộn vậy sao không về mà còn dẫn em đến đây giải tỏa tâm trạng? Thế nào, đứng ở nơi cao thế này có thấy tâm trạng khác đi không? Kiều Mạn, anh sẽ nhanh chóng làm rõ quan hệ giữa anh với Hứa Ali. Còn nữa, còn cả chuyện đó nữa, anh cũng sẽ sớm cho em và chị Kiều Phương câu trả lời thỏa đáng. Em biết anh sẽ làm được.
Chỉ là em không biết mình làm như vậy có đúng không. Cả công ty đều biết anh và Hứa A Lịch, thì là Hứa A Lịch có tình cảm với anh. Hai chúng ta yêu nhau, có khi nào người ta sẽ nói linh tinh không? Anh và Hứa A Lịch chỉ có quan hệ công việc, người ngoài thấy không phải vậy, nhưng sự thật đúng là thế. Hãy tin anh, chúng ta sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau, đúng không? Dù gặp phải bất cứ trở ngại gì cũng đều bước tiếp cùng nhau. Anh hứa. Hòa Bình, bờ vai anh quá ấm áp, em có thể dựa vào nó mãi như thế này được không? Kiều Mạn, cảm ơn em đã đến bên anh, để anh gặp được em. Kể từ lần đầu gặp được anh, em đã ngỡ như cuộc gặp từ kiếp trước. Kiều Mạn, anh yêu em. Hòa Bình, em cũng yêu anh.